Chào quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị và các bạn đó là dòng sản phẩm máy tách hạt ngô. Đấy, loại có thể nói là khá là lớn ở bên em. Hiện bên em đang bán phân phối trên thị trường này. Thì đối với nhà chúng ta mà chúng ta trồng nhiều ngô ấy, thì chúng ta khi chúng ta sử dụng thu hoạch ấy, nó rất là nhiều ngô. Nhiều gia đình chúng ta là phải đi vẽ, thuê các nhà người khác đến người ta vẽ cho, rất là mất công. Thì tại sao chúng ta không là mua một chiếc máy ở bên em? Đấy, nó có thể là đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý vị luôn. Đối với cái dòng máy này cũng thuộc dạng là dòng cao cấp ở bên em nhé. Các bác có thể là tách ngô chúng ta là tách hết cả vỏ ra rồi, chúng ta tách được này. Hay là chúng ta chỉ cần phơi các bắp ngô của chúng ta, còn nguyên vỏ vẫn là tách ok. Đấy, chỉ có điều là năng suất nếu mà tách cả vỏ thì chúng nó sẽ là năng suất thấp hơn thôi. Đấy, các bác cứ ném từng bắp một vào cho em là nó sẽ tách cả vỏ như bình thường. Thì đây là giao diện chiếc máy mà em đã giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đấy, nó thiết kế nó là được phun sơn chống rỉ rồi. Đấy, màu cam kết hợp với màu trên xanh rất là ok. Thì đối với cái dòng máy này thì như các bác có thể nhìn thấy thì máy này khá là cao. Chúng ta có thể là chúng ta là kê một cái chậu này, chúng ta đổ một cái tải, chúng ta cứ đổ chút ngô vào trong này. Thì đây là cái phễu lạp nhé. Cái phễu lạp chúng ta là chúng ta cứ đút ngô vào đây thôi. Thì dưới này là nó sẽ có cái motor, nó sẽ quạt gió này, quạt các cái bẹ này hay các cái bắp, các cái hạt chúng ta rơi ra. Thì đối với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ là tách được các cái loại ngô chúng ta điều chỉnh được. Ví dụ là ngô to, ngô bé chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được nhé. Bằng chúng ta việc sử dụng hai cái núm đỏ này. Cái hai núm đỏ này nó sẽ có tác dụng là chúng ta sẽ ép được các cái quả lô ở bên trong, làm sao mà cho nó sát lại với nhau để nó tách được các cái bắp nhỏ. Chúng ta xoáy ngược chiều kim đồng hồ ra, phần ngược của đốt này ra cho em thì nó sẽ là tách những cái bắp ngô to hơn, đấy, năng suất nó sẽ cao hơn. Những bắp nhỏ thì nó sẽ phải bé đi, nó sẽ là năng suất thấp hơn. Thì dòng này nó sẽ tách được cả vỏ cho quý vị và các bạn. Đấy, trong này nó sẽ có cơ chế, nó quay cùng quay trong này, nó sẽ tách vỏ ra, sau nhờ cái cánh quạt phía dưới này nó sẽ thổi các cái vỏ ra ra, các cái bụi bẩn. Thì khi các bác mua máy ở bên em thì các bác có thể là lựa chọn cho mình là chỉ mua khung thôi. Đối với cái dòng này thì các bác chạy tầm motor 1,5 kW cho em, hoặc là khỏe hơn thì ta dùng các cái dòng như là 2,2 kW là sẽ rất là khỏe. Đấy, chúng ta càng dòng khỏe bao nhiêu thì nó sẽ tách càng nhanh, càng sạch và càng mạnh bấy nhiêu. Thì nếu như mà chúng ta có những cái tách các cái ngô cả vỏ ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái dòng này. Đấy, chúng ta sử dụng các cái dòng mini nào cái gì hết. Cái dòng này nó đáp ứng đầy đủ rồi. Nếu các bác chỉ mua khung bên em thôi thì sẽ có giá nó là 2.300.000. Còn nếu như chúng ta mà muốn lắp motor 2,2 kW của Việt Nam thì giá nó sẽ lên là 4.300.000. Giá bên em bao ship rồi. Đấy. Các bác mua khung thì sẽ được tặng kèm buni và khu loa. Đấy, mọi thông tin chi tiết đặt hàng thì các bác vui lòng liên hệ cho em theo số điện thoại đã nêu dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video.